Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp claim 10.000 top cần có ký hiệu là Fandot. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video, các bạn mở địa chỉ chút led của tất cả các bạn ra nha các bạn. Đây thì có hai phần, một phần chatbot và một phần claim, thì các bạn dán cái địa chỉ cái phần claim mình dưới phần link mô tả dưới video các bạn. Rồi các bạn dán vào trình duyệt đi app nè. Sau đó các bạn chọn claim các bạn. Hiện tại top cần này đang bán free sale. Rồi sau nó hiện ra cái dòng giao diện như thế này thì bạn bấm vào claim airdrop nè. Sau khi bấm vào claim airdrop các bạn bấm vào kết nối nha các bạn. Các bạn sẽ tốn phí gas là 0.0005 khoảng 0.2 USDT các bạn. Rồi các bạn chấp thuận các bạn. Sau khi các bạn chấp thuận xong thì tôi cần sẽ về liền cho tất cả các bạn. Rồi sau khi nó về thì bạn copy con chắc của nó, các bạn dán vào cái địa chỉ chút led của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn chatbot sau các bạn. Rồi các bạn thêm đồng tiền mã hóa nha các bạn. Rồi các bạn ghi tên là ký hiệu là fan nha các bạn. Fandot nha các bạn. Rồi ký hiệu thì fan. Cho phần thì bạn ghi là chính nha các bạn. Để mình coi chính xác. Phần là chính, các bạn bấm làm xong thì tự động tôi cần nó sẽ về với chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Mình đã về được 10.000 fan nè các bạn. Rồi sau đó các bạn trở về con bot nha các bạn. Muốn start để kia nhận thêm tôi cần nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi các bạn lướt captcha để đi tiếp nữa các bạn. Ôi không có captcha, các bạn bấm vào airdrop. Đây là con sắt của nó nè các bạn. Rồi bấm vào join airdrop các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller nè, 3 kênh nè, 1 kênh nè. Khi vào thì các bạn chờ chút xíu coi có lướt captcha không các bạn. Các bạn chat một câu đi. Hello. Các bạn chờ xíu nha các bạn. Ok, không có bảo, nó không thông báo gì, các bạn chuyển tiếp kênh seller nè. Rồi bạn bắt đắp nè. Rồi tiếp tục các bạn xôn kênh channel nữa nè. Rồi bạn bắt đắp nè các bạn. Rồi bạn bấm vào một hình nó vuông nè. Bạn bấm vào xôn này đắp nè. Chưa không có ghi. Sorry các bạn join tất cả các trang mạng xã hội nó, sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn nhấp vào 30 tên nè. Các bạn mới nhấp vào một setting nè các bạn. Các bạn nhấp vào cái username mình, các bạn copy cái link của mình nè. Rồi. Các bạn copy link của mình gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục thì các bạn copy cái hashtag này nè các bạn. Từ chữ fan này nè. Rồi các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn vô đây các bạn follow nha bạn. Vào tờ Twitter follow nè. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi sau đó các bạn vào đây các bạn ghi tweet nè. Các bạn like nè. Các bạn trích dẫn tờ tweet nè. Các bạn dán hashtag vào nè, rồi các bạn gõ thêm mà cộng là hiện ra những người bạn, các bạn bấm tết lại nè, các bạn tăng ba người bạn mình vào các bạn, rồi sau đó bắt đắp lên nè, send link account Twitter, rồi các bạn bấm vào add fanpage nữa nè, các bạn theo dõi luôn nè, like, rồi các bạn tweet lên luôn nha các bạn, rồi sau đó thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp ảnh avatar của mình, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Rồi. Sao nó không đắt, sao nó không kêu điện địa chỉ. Rồi bấm don nha các bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với bin bi sờ mắt trên bét 20 trên chocolate của tất cả các bạn vào nè. Bạn sao chép đi chỉ dí nha. Rồi bạn gửi lên cho bot tiếp tục nè. Rồi sau đó bấm vào xác tiết cập nhật tài khoản của mình nè các bạn. Ok. Thì tôi cần nó sẽ phân cập nhật sau nha các bạn. Vậy các bạn gì đang ghép chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm thêm tôi cần nha các bạn.
Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.